Một cốt truyện hay miễn bản, một chiếc netcode đánh online đỉnh nóc kịch trần. Developer biết lắng nghe người chơi là những gì mà MK1 Chaos Reign không có. Các đánh giá của người dùng trên Steam về chiếc DLC này cũng đang ở dưới đáy xã hội với mostly negative. Ngay cả những nhà sáng tạo nội dung với nhiều kinh nghiệm với dòng game này cũng không thể kìm nếm được cảm xúc mà buông ra những lời lẽ nặng nề cho con game. That's it. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Mortal Kombat chúng ta được chứng kiến một phần game bị chê một cách đáng xấu hổ như vậy. Nhưng với tình trạng đói ăn mà chủ sở hữu của NetherRealm Studio là Warner Bros. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể hiểu vì sao. Vậy một chiếc DLC của MK1 có cái gì để cứu vãn được 1.230.000 của anh em đã mua không? Hãy cùng tôi vào cái đánh giá tổng quan nội dung mà chiếc DLC này mang lại nhé. Nhưng trước khi vào clip thì xin anh em 30 giây để quảng cáo giải đấu nha. Và lần đầu tiên trong năm nay, DKDB bọn mình giới thiệu cho anh em một chiếc giải đấu dành riêng cho các bạn mới chơi game đối kháng. Cụ thể là game Tekken 8. Tổng giải thưởng của giải đấu lên đến 5 triệu đồng. Chi tiết sẽ được bọn mình hé lộ sau. Vậy tại sao lại không đăng ký ngay khi mà lệ phí tham gia là miễn phí? Hạn đăng ký giải đấu sẽ là từ giờ cho đến hết ngày 8 tháng 10. Link đăng ký và thể lệ tham gia sẽ ở dưới phần mô tả nha anh em. Giờ thì vào clip thôi. Điều đầu tiên mà chúng ta phải đề cập đến cái dòng game MK1 chính là cốt truyện. Game đối kháng thường sở hữu những cái cốt truyện khá tệ hại khi mà không thể xây dựng được một câu chuyện đủ thuyết phục cho các động cơ của các nhân vật chính cũng như là phản diện. Thế nhưng mọi thứ đều được thay đổi khi mà NetherRealm Studio sờ tay vào MK9. Phong độ của họ vẫn được nối tiếp cho đến tận MK1 bây giờ. Và để tóm tắt ngắn gọn, chiếc DLC này thì cốt truyện của nó tập trung vào Titan Havoc và đồng bọn. Hắn ta đã xâm chiếm nhiều dòng thời gian bằng cách sử dụng những Kamidogu, một tập hợp những di tích cổ xưa, mạnh mẽ và tinh thể thời gian của Geras. Mục tiêu của việc này là làm lan rộng sự hỗn loạn trên khắp các dòng thời gian khác nhau, tập hợp các đấu sĩ để có thể đánh nhau cho vui. Nhưng ủa rồi làm vậy chỉ để cho vui thôi hả? Như các thể loại cốt truyện khác, phe chính diện thì bị Titan Havoc quậy ghê quá nên bắt đầu đứng lên khởi nghĩa. Và phe chính diện sẽ mặc định là thắng, mặc cho con boss có mạnh đến cỡ nào. End cốt truyện. Mở đầu MK1 thì phải nói là tôi rất hào hứng với con game khi mà kẻ phản diện là Sang-sung được xây dựng khá kỹ lưỡng. Từ số phận bán thuốc giả để mưu sinh cho đến một pháp sư mạnh mẽ có thể đe dọa đến sự an nguy của dòng thời gian Liu Kang tái thiết lập. Tất cả sự kiện kéo dài hẳn 15 chapter của game, chiều sâu của nhân vật đều được diễn tả rất mượt mà. Còn Chaos Reign thì sao ạ? 5 chapter hời hợt, thậm chí game còn không cho chúng ta một động cơ hoạt động rõ ràng nào của Havoc cả. Giống như kiểu một tên nghiện và muốn mọi người đến nghiện cùng hắn ấy. Và chỉ có vậy thôi chứ còn không hề có một sự phát triển nào đây cả. Còn chưa kể là từ Anarchy và Chaos được lặp đi lặp lại quá nhiều. Tính ra cứ tầm 2 đến 3 phút là lại có chó nào đó mở mồm ra nói hai từ kể trên. Nói thật với anh em chứ tôi chưa bao giờ phải dịch một cái cốt truyện mà nó ác mộng như cái phần DLC này. Không tạo được cảm hứng cho người xem, lặp đi lặp lại một từ để nhấn mạnh cái chủ đề của cái DLC đấy. Không khai thác được chiều sâu nhân vật để cho chúng ta có một sự thương cảm. Nhất là cái chết của Rain. Lúc đó, tôi đã bật cười vì một clip trên YouTube. Đoạn cuối thì phải cố gắng ghép một cái pose của dàn nhân vật chính bước ra khỏi cái cổng dịch chuyển trông phải ngầu vào. Nhưng mà trận combat ngay sau đó thì chẳng có cái vẹo gì. Lính của Havoc dễ dàng bị đánh bại. Và sau đó con boss là Titan Havoc thì lại bị một thằng trẻ trâu với cái tôi cao vượt tầm mây đấm cho dù là đã trang bị 6 viên đớ Kamidogu đến cạn lời. Và khi nhớ lại aftermath của MK11, tôi đã thấy rất buồn khi mà đã phải so sánh với bản đấy và bản DLC của MK1 này. Bởi vì aftermath của MK11 là một trong những phần cốt truyện hay nhất mà họ từng làm, mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc dù đó chỉ là một bản mở rộng thôi nhé. Những nhân vật được mọi người yêu thích như Cyrax và Sector đã trở lại trong phần cốt truyện mới. Và nếu anh em còn nhớ thì mối quan hệ của họ trong dòng thời gian ban đầu là khá phức tạp. Và thật không may, sự ra mắt của họ trong dòng thời gian hiện tại qua Chaos Reign là một sự thất vọng rất lớn. Mặc dù Sector và Cyrax được thiết kế tốt về mặt ngoại hình và bộ chiêu thức, nhưng mà phần cốt truyện của họ lại khá là nông cạn. Những mâu thuẫn phức tạp của họ không được giải thích rõ ràng. Trong dòng thời gian trước thì thông qua cách kể chuyện chi tiết, Cyrax được khắc họa là ghét Sector vì anh ta liên minh với kẻ phản diện. Và điều này dẫn đến sự chia rẽ giữa hai người. Trong Chaos Reign, Cyrax chuyển qua phe chính diện chỉ trong một vài giây. Sự thay đổi này là khá đột ngột và cảm giác như quá vội vã. Ngoài ra, sự xung đột giữa hai gia tộc là Lin Kuei và Shirayu được mọi người quan tâm rất nhiều thì lại không được làm rõ ở trong cái dòng thời gian mới này. Điều này cho thấy người viết kịch bản của tựa game này đang thể hiện một cái lối viết quá cầu thả. Có lẽ là NetherRealm không đủ tiền để thuê một người viết cốt truyện nó tử tế rồi. Phải nói thật chứ, khi mà xem cốt truyện của game này ấy, thì nó đã khiến tôi bật cười không ít lần vì những cái shot trên YouTube. Ngoài phần cốt truyện,
thì Chaos Range cũng có mang đến cho chúng ta 6 nhân vật mới, trong đó là có Sektor, Cyrex và Noob Saibot có thể chơi được luôn. Tương lai là sẽ có thêm 3 nhân vật khách mời là Ghostface, T-1000 và Conan the Barbarian. Sektor và Cyrex có bộ đòn khá là khác biệt so với những phiên bản ở dòng thời gian trước. Có lẽ là do họ không còn là người máy nữa, dẫn đến việc bộ đòn bây giờ mang tính thực tế hơn rất nhiều, mà còn chưa kể là con gái nữa mà thay vì con trai. Noob Saibot hiện đang là một ngôi sao sáng ở trong cái DLC này bởi cái bộ đòn dựa trên cái bóng của nó. Thực sự thì đây là một con nhân vật khá là khó chơi nếu như không có sự kiểm soát cái bóng tốt. Đây là một con Noob theo đúng thiết kế của nó là nhanh, tàn bạo và ác độc. Tôi không có gì để nói về những nhân vật khách mời cả vì dĩ nhiên là chúng nó chưa ra mắt. Với lịch sử của studio thì họ đã làm rất tốt với những con DLC khách mời. Và ngay cả việc ra mắt những con nhân vật mới ở thời điểm hiện tại thì họ cũng đang thể hiện một bộ mặt khá tốt. Cái không tốt mà tôi thấy là cốt truyện lỏ và server mãi chưa chịu sửa mà thôi. Đấy, mặc dù là một free update và không phải là một phần của bản mở rộng, Animalities cũng đã trở lại sau gần 3 thập kỷ. Với lần xuất hiện cuối cùng là trong Mortal Kombat Trilogy. Chúng rất dễ để thực hiện nhá. Và như mong đợi là vô cùng ghê rợn và đẫm máu. General Shao có thể biến thành một con gấu và xé anh em ra thành từng mảnh. Trong khi đó, Geras có thể biến thành một con hà mã và nghiền nát đối thủ thành từng mảnh vụn. Một trong những Animalities theo tôi đánh giá là tuyệt nhất thì thuộc về Noob Saibot. Khi mà Bi-han có thể biến thành hai con cá sấu và xé đối thủ ra làm đôi. Là một trong những người hâm mộ của loạt game này từ những phiên bản đầu tiên. Thực sự là rất tuyệt vời khi mà thấy những cái màn biến hóa này được tái hiện trên phần cứng hiện đại. Và rất mừng là những chiêu kết liễu này không bị khóa ở trong store và bắt người chơi phải móc hầu bao ra. May mắn nó là như vậy, bởi vì bỏ tiền ra mua cái DLC thôi là quá đủ rồi. Bắt đầu nói phần giá tiền của game thì như anh em có thể thấy thì bản gốc của game là 1.230.000. Và nếu mà anh em nào chưa mua game thì muốn mua full Combat Pack 1 và Combat Pack 2 thì chúng ta sẽ phải tiêu tốn hết là 2.100.000. Còn những anh em nào mà đã mua bản gốc thì sao? Thì anh em sẽ phải mua cho mình cái bundle này, cái bundle 1.390.000 này để có full Combat Pack 1 và Combat Pack 2. Vậy tính sơ qua thì đã là 2.620.000. Còn những anh em nào mà đã mua Combat Pack 1 như tôi thì sao? Từ cái thời điểm ra mắt đấy, Combat Pack 1 cộng với game là sẽ rơi vào đâu đấy khoảng 1.800.000. Và bây giờ NeoRealm bán ra cái Combat Pack 2 với cái giá là 1.230.000. Vậy là 1.800.000 cộng với 1.200.000 tính sơ sơ ra là tôi đã phải bỏ ra 3 triệu cho con game này rồi. Và rồi những gì tôi nhận lại ấy là chả có một cái gì xứng đáng cả. Gameplay hay, ok, công nhận. Thế nhưng mà phần online chơi rất giật lát. Phần cốt truyện gốc, ok hay. Nhưng mà cốt truyện DLC không đáng giá với 1.230.000 này luôn. Để tổng kết lại, những anh em nào mà mua DLC này vì cốt truyện thì xin chia buồn với anh em. 1.200.000 của anh em bỏ ra là rất phí. Có những người bỏ tiền ra để trải nghiệm gameplay thì đây cũng vẫn là một con số rất đắt đỏ chứ không phải là rẻ gì. Bởi vì trong cái bundle này chỉ có 6 con nhân vật DLC mà thôi. Ngoài ra còn có những con cameo nào khác hay không thì tôi không biết. Vì NeoRealm từ season 1 đã không hề công bố một con cameo nào cả. Họ cứ thế mà ra mắt theo thời gian mà thôi. Còn về cảm nhận cá nhân của tôi thì Tekken 8 đang ra một con DLC mới là Heihachi và tôi đang rất tận hưởng nó. Còn bên MK1 này thì tôi dịch cốt truyện xong là tôi hết nhiệm vụ rồi. Và chiếc clip đánh giá của tôi đến đây là kết thúc. Anh em đừng quên để lại một like, một share và để lại những ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần comment nha. Và cũng đừng quên đăng ký nữa để có thể hóng thêm những content mới nhất ở trên kênh bọn mình nha. Và nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi. Bye bye anh em.